nhất đó là Hyatt Zilara khi ở gia đình tới đây 6 lần rồi phải quá thích đi, nên Tiffany rất là thích ở đây và cảnh và hotel rất là đẹp. Rồi Tiffany sẽ quay sơ cho các bạn thấy nha, nó đẹp như thế nào, thế tại sao Tiffany lại tới đây, gia đình của Tiffany tới đây 6 lần luôn, tại vì đồ ăn ngon nè, cảnh đẹp nè, phòng sạch nè, và cái người mà người ta phục vụ mình vô cùng tuyệt vời. Ok, rồi đi với Tiffany nha. Ok, cái này là ở ngoài cái parking nè. Đó là bắt đầu những hành khách vô nè. Cái check-in nè. Người ta lấy temperature nè. Rồi cộng thêm nữa, đây là cái hallway để mình như make reservation và check-in những cái phòng của mình ha. Đẹp không? Đó. Và cái đường đi vô nè, chúng mình rất là thích tại vì nó mở rộng và cao nên đó, đẹp không? Ok, so cái chỗ đó là regular check-in thôi, còn nếu mà mình có member hoặc là VIP bình thường trước đây thì chúng mình check-in ngay chỗ này thì nó private hơn. Đây là cái phần check-in của thường check-in ở đây tại ông xã của Tiffany là vừa ở Hyatt, giờ đó là một phần như này. Nếu mà mình mua cái Hyatt vừa đó thì mình được check in private check đó. Em đây đây rồi đi ha. Khi đi vào thì rất tuyệt vời, rất đó rất là thoải mái. Đối với Tiffany thì mình thích đi vô chỗ nào nó giống như rộng mà nó sờ nó không có bịt bùng á, và cái luồng gió biển nó vào đây nè. Rồi cái sàn này là buổi tối sẽ có những buổi trình diễn đó, và cái ở giữa đó là một chỗ mà đó bước vô là sẽ có cái bar, những ai cũng thích uống rượu đúng không? Ra khỏi phòng của Tiffany ha, thì phòng Tiffany có cái võng này dễ thương không? Rồi đi ra đây Tiffany sẽ không có quay cái phòng, để tùy theo mình book cái phòng như thế nào, tại Tiffany không muốn book quay cái phòng rồi các bạn sẽ uống tại sao phòng của Tiffany khác cái phòng các bạn, rồi nên tùy theo mình muốn gì lớp VIP hay là mình muốn standard hay là mình muốn ocean front, tùy theo mình. Như cái cảnh của hotel là nó như thế này, Tiffany ở lầu cao nhất và nhìn xuống thì tuyệt vời đó các bạn, đẹp không? Đó, bây giờ nè, Tiffany mới tới thì buổi trưa nắng đẹp như thế này đó, đẹp không? Đó thì ở đằng trước như thế này ha. Phòng của Tiffany thì có balcony nên nhìn rất là rõ ở dưới cua và biển, đẹp không? Đó. Nên Tiffany và gia đình rất là thích ở hotel này. Và mỗi buổi chiều trước khi ăn dinner thì ông xã của Tiffany thích nằm trên võng, và buổi tối nữa gió mát mát có thể thiêu ngủ nữa, đẹp lắm luôn á. Đó. Đó, nếu có dịp các bạn muốn tới Cancun thì có thể đi tới cái hotel này, thì đối với Tiffany rất là thích, rất là gia đình rất là vui khi tới đây, tại vì đồ ăn ngon, chỗ đẹp, biển đẹp đúng không, người service rất là nice. Luôn.
ghế và nhiều cái bàn á, rất là nhiều, không cần phải mua hoặc là dành cho người khác đâu. Cho Tiffany every day. Ai dễ thương không? Đó, đó Jose. Say hello. Hola. You can say hola. There you go. So, anh order đi. Anh muốn order cappuccino. Vì đi ra nhiều quá, người ta biết hết rồi. Nên nó là tới là đã có ice cream cho Tiffany. Đây những cái bánh ngon chưa nè.
À, ngày nào cũng có ở nhà thì trước không có ăn, nhưng mà đi tới đây exercise yoga tắm hồ dưỡng nên á thì có quyền ăn. So, ôi cha nó ngon dễ sợ luôn thôi à. Ngon không? Đó là Hồ Dê, là cái người mà mỗi buổi sáng ăn là biết Tiffany và ông xã muốn cái gì. Này ông xã là hồi nào uống ly cà phê mà ngon nhất Hồ Dê làm. Còn Tiffany nhá, nhiều cà rem như vậy đó, ice cream như vậy, chỉ có một thứ là Tiffany ngày hôm nay không có cái loại là Tiffany muốn, nó phải chạy đi tới đàn làm sẽ đặc biệt không, chạy đi tới và tìm cho được và lấy ra được. Đây là một cái ice cream tuyệt vời, chứ không thích ăn ngọt, mà đây là một cái ice cream mà Tiffany thích, đó là coconut, là dừa nạo tươi nha. Ok, làm ice cream. Jose chạy đi tìm cho Tiffany mỗi ngày đó. Rồi, tuyệt vời không? Anh đây là những chỗ mình relax, đó, uống cà phê, ăn dessert, dễ thương ha. Okay, guys, see you next time. Nhưng mà Tiffany không có uống rượu nên chỉ nhìn chơi thôi. Nhưng mà bạn nào